Chào ba Bao. Ba Bao, 3 tháng rồi mới gặp lại. Đi đâu mà 3 tháng rồi mới gặp. Để góc này cho nó dễ cương. Ba lên đi. Chào đời đời hết. Trời ơi, chào lại nhà, chào anh Văn. Anh Văn nhà này còn đi bắt Pikachu không? Một năm rồi mới gặp, xả vừa hả ông thần. Khiếp cái cam gì đâu mà ảo kinh. Sao nghe nhỏ vậy? Chàng đi không mở bự nó bị hú. Nó bị cái gì mà nó cứ hú, mở hai mít hay sao mà nó cứ hú. Nhỏ lắm hả? Mọi người mở mọi lầm lớn lên thử một xíu. Mọi to nó có bị ổ chứ bị dở người. Ok hay quá. Chứ thì mình phải mở quạt lên cho nó mát đi, nóng quá đi. Ba tuần chưa gặp. Nếu không gọi là qua thời gian Andy cũng xin trở về là Andy của ngày hôm qua thôi. Còn điểm như xưa, cắt đi đây, cắt đi quá trời đi. Sơ và mình hả, phải cắt nó đi để cho nó lên tóc mới. Cháu chào chú, đọc xong mớ mùn. Hay hơn chưa? Không xỉu gì chứ. Giờ phải hát bài gì mà mới biết là bài hát hay hơn chưa? Có lẽ là không hay hơn đâu, nhưng mà đỡ gớm hơn. Nhìn ghê quá à, mắt trắng nhiều trắng nhát à. Alo. Nó ù lắm. Không biết làm sao bây giờ mà nói lớn lên một cái là bắt đầu là nó hả? Ù cái kiểu. Đây rồi, đúng rồi. Alo. Ok. Nhờn. Vang với ù. Chào Invisible Min. Không nghe thì thôi, nghe mất gì móc mũi. Móc mũi cũng đâu có làm mình nghe được hơn đâu. Chẳng hiểu vì gì mà em vẫn khốn khó để yêu anh. Bỏ qua tất cả để em có hạnh phúc em. Cái thứ gì á? Cái gì mà nó cứ... Em ở quận mấy ý? Đâu biết ở quận mấy ý?
Chào mọi người nha. Đây câu demo là biết ngủ như chưa. Có phải không ở gần đó? Bảo Di hả? Bảo Di không biết. Đâu biết đâu. Sao không mày hỏi Bảo Di á? Đâu biết đâu. Hỏi người khác thì nó biết, chứ hỏi Bảo Di nó không biết. Ở đây có hai cái mic lận cho nên là không biết là chỉnh làm sao. Sáng thật cần nghe. Cứ mãi cô đơn bơ vơ bao lâu rồi ai đâu hay, ngày cứ thế trôi qua miên man riêng anh một mình nơi đây. Những phút giây trôi qua tầm tay, chờ một ai đó đến bên em lắng nghe những tâm tư này. Là tia nắng ấm, là em đến bên anh cho vơi đi ưu phiền ngày hôm qua. Nhẹ nhàng xóa đi bao mây đen vây quanh cuộc đời nơi anh. Phút giây anh mong đến tình yêu ấy, giờ đây là em người anh mơ ước bao đêm. Sẽ luôn thật gần bên em, sẽ tự tặng cho mình tự chê. Bình minh dẫn lối, cái này nó ngộ ha, nó trắng cái mặt còn cái người nó không trắng. Trên con đường ta trong đôi, niềm hạnh phúc như trong cơn mơ chưa bao giờ anh nghĩ tới. Phút giây ta trao nhau tình yêu ơi, giờ đây là em người anh sẽ mãi không quên. Sẽ luôn thật gần bên em, sẽ luôn là vòng tay ấm em, sẽ luôn là người yêu anh cùng mơ đi đến chân trời. Lắng nghe từng
sâu luôn cho nó ấm luôn. Sẽ luôn thật gần bên em, sẽ luôn là vòng tay ấm em, sẽ luôn là người yêu em, cùng mang đi đến chân trời. Lắng nghe từng nhịp tim anh, lắng nghe từng lời anh muốn nói, vì em luôn đẹp nhất. Em luôn là tia nắng trong mây không xa rời, vì em luôn là tia nắng trong anh không xa rời. Không phải là lười mà là không có xin thôi. Hình như anh trả về ở phòng như kêu ta lười ngộ dễ sợ. Mình đã chạm khẽ vào nhau những ngày thơ, anh yêu cô gái nhỏ bé. Sao phải có người mình phải đóng vai đa nhân cách chứ, có người mình phải yêu quý, có người mình phải trù dọc chứ. Ý cái bài này dễ thương nè, mà bài này hình hái không được. Mảnh ngon số 1. Chuẩn bị tới Tết rồi đó mọi người. Không còn một tháng nữa lận. Chỉ biết đêm sao, nhìn lên trời cao được bao nhiêu vì sao, là trong lòng anh còn bấy nhiêu những nỗi lo, sợ mình đánh mất em khi thu vừa sang lá xanh bông úa. Chuẩn bị tới nó em, nó em thôi mà Tết luôn đó. Còn chưa tới, em thay người yêu mới muốn no no, sợ mình sẽ khiến em yêu phai nhạt hơn giữa mình. Em ơi chờ anh với, chỉ biết nói cho em nghe vậy thôi nào. Vì đã lỡ yêu em rồi, chẳng dám nhớ xa xôi, cứ nhắm mắt em lại và feel my love. Dù nắng mưa bao mùa thì tình anh vẫn luôn đây mà, chẳng phải kiếm đâu xa, vẫn giữ đó bầu trời của riêng chúng. Da trắng thì chắc lên cho nó thành cái gì luôn á. Dù mai về sau mình không bên cạnh nhau, dù tim mình đã biết em đã lỡ yêu người, đã lỡ yêu em nhiều rồi thì anh sẽ bất chấp luôn. Dù mưa dù giông dù sông sâu biển xa, dù nắng cháy anh cũng không hề lo, chỉ sợ mình đánh mất em khi thu và sang lá xanh bông úa vàng. Khi mưa cái bài dễ thương. Không ló ra mặt được một giây luôn. Nói vậy thì ghê quá, nghe ghê quá. Thật ra là lúc mà đi làm xong về được đi ăn, nhưng mà cái giờ người ta nghỉ hết rồi á. Còn cái chị nhăm nhăm mà không có ấy được gì hết, không có săn được cái gì hết trơn á. Năm ngoái cũng vậy mà năm nay cũng vậy. Trời ơi, bên này kẹt xe như điên vậy á. Cảm nhận là trưa nắng thì sẽ không muốn ra đường mà nớm hả. Ấy, trời ơi, nó trúng ngay cuối tuần nữa cho nên là đông. Trật trội lắm.
đố biết ở đâu á. Trời, em khác anh khác đi hả? Em thích bài khác không? Bài đó chị không có nghe nhiều á, chưa có, không có rõ lắm. Thì mình biết rồi, mình nói rồi, đâu có hỏi đâu. Giờ bữa nay mình giả bộ mình đoán đi, đoán thì nó sẽ vui hơn. Lucky, chú chào cháu. Chú mà chào một cái nữa là chú lật mặt nha chú. Ôi ôi, âm 3 độ C. Ở đây 33 độ C, người ta còn xếp hàng người ta đi kìa. Ở đây được cái nóng thôi. Ở Gia Lai. Tại sao lại đáng cháu ở Gia Lai vậy? Ha ha, chào xong chú ao ra mà. Ai hi, chú thật là vô duyên quá đi. Thì chứ tự nhiên ha ha, chào xong ao ra mà. Dù ở đâu, dù ngày trôi nhanh hay rất lâu, dù là mình xa cách nhau, anh sang ấy vậy mà sau khi không có anh, đoạn đường nào em đi cũng vắng tay. Thời gian ơi xin hãy trôi nhanh để em được ở bên anh. Tạm hưởng tiếng rồi. Từ khi anh nói với em rằng mỗi chiều khi trời nhá em, để tự em ngẩn thầm và đi theo em cùng em qua con đường. Đang chờ em đi sấp mạnh đi, không chịu sấp gì hết. Cảm ơn phân tích của anh Ki. Giống Sơn nữ đấy ở Gia Lai à. Qua bật quạt nha, nóng quá. Đó đều ở Đắk Lắk. The Man
Tại sao lại đánh gà lai? Mặt trời kia dù ở đâu, dù ngày trôi nhanh đi rất lâu, dù là mình xa cách nhau, anh sống anh vẫn là như thế. Vậy mà sau khi không có anh, để đường nào em đi cũng vắng tan. Thời gian ơi xin hãy cho nhau đã đâu lại ở bên anh. Ở trong shop là chỉ có những người mà một là không có bồ, hai là có bồ trên 3 năm không ạ? Không có bồ thì chỉ có một con bé mới vào thôi. Con bé đó thì là nó là mới vô là không có bồ. Còn mấy con bé mới vô khác thì nó có bồ hết rồi. Mặt trời khi xuống hớ đông, giờ ngày trên ngày đi rất lâu, giờ là vì sao kết nhau anh với. Cái gì ông nội? Ý nói là nếu mà ai nó không có là không có luôn. Bởi vì kêu là hồi đó mới vô mấy chị kêu là ở trong này mà tụi mày không có bồ là tụi mày sẽ không có bồ. Cũng đúng thiệt. Xong rồi kiểu còn ở trong đó toàn quen lâu không à. Nguyên 2 năm rưỡi này, 2 năm rưỡi, 3 năm rưỡi. Với Dung quen 8 năm. Nguyên quen 3 năm. Chị Hồng quen 6 năm. Thì có người trưởng chưa có bồ. Nô xếp Hoàng vào danh mục gọi là lão lành, cựu chiến binh. Tôi nói chuyện xong hết bài hát luôn rồi, đâu có hát được cái nào đâu. Anh nói con gái. Ôi ai cũng nghĩ vậy luôn á. Thật sự mọi người kỳ thiệt. Nhiều người hỏi chị bộ em có thích con gái không. Ai ngỡ thích con trai thiệt đúng không? Bài đâu chỉ riêng mình em hôn cháu. Bài
bài của Mỹ Tâm á hả? Tẹo má cái đi. Yeah, sợ hả? Chờ em trong đêm. Thôi hát về Chờ em trong đêm của Suvin đi. Sao em nói đi
Vì sao em chỉ muốn làm anh nhói đầu? Yêu là yêu mãi nhé, chẳng vì sao mà yêu mãi thế. Lời nói đó cũng chỉ là những phút giây ban đầu mình mới quen nhau. Để giờ đây vỡ tan mà đêm xuống mình anh, chờ mong manh trong đêm lạnh cơn. Và nơi đó anh có nhận ra chính anh bước trên con đường lạnh băng xa, nhưng em đâu biết rằng nơi đây anh chờ em mãi. Người ta đang nghe nhạc cơ, người ta speak up. Yêu là yêu mãi nhé, chẳng vì sao mà yêu mãi thế. Lời nói đó cũng chỉ là những phút giây ban đầu mình vẫn bên nhau. Để giờ đây vỡ tan mang đêm xuống mình anh, chờ mong em trong đêm lạnh. Hồi đó thích cái bài này kinh khủng, kinh khủng luôn. Hồi đó hỏi sao sợ sao hát hay như vậy. Hồi đó chung chả chưa không có thấy Subin này sao đẹp trai. Kể bây giờ cũng vậy mà sao cái chiếc xe hồi này mà không có hát hay về mà lại không có nổi tiếng. Chắc là phải lấy hình cũ chụp úp thôi chứ hết hình rồi. Thích mà hát hay không hả? Có đâu, làm gì có. Chiều hôm ấy hả, về một nhà hả, chiều hôm ấy tâm trạng vui nè. Buổi chiều nào nó cũng buồn hết á, chiều bài hát nào mà liên quan tới chiều nó cũng buồn hết á, đừng á mong nó vui. Hôm bữa lên sân khấu hát bài Một Nhà mà người ta không đi, lúc mà đi lên hát á, mấy mẹ cứ cầm iPhone 7, iPhone 8, nó không có track cắm vào trong cái ấy á. Không có cái gì mà hát được hết. Xong rồi đứng hát mà hát theo kiểu người ta đàn á, trời ơi nó bựa gì đâu mà nó bựa luôn. Em cũng quá khứ như trời cao mây trắng trong lành, đến hôm nay em chưa thể tin em đã về đây với anh. Như những lúc đứng dưới mái trường xưa, cùng dần xen giữa cốc cây trú mưa, đến hôm nay ta đã chung một lối, anh không còn phải đi xa đón đưa. Ta giờ đây chung trời mây, ta cùng đón tương lai, tay cầm tay ta cùng vui sẽ trên bước đường dài. Như lời hứa anh đã nói ngay từ phút giây đầu, chúng ta sẽ về trong một nhà. Rõ ràng khó dấu mưa gió, ta cùng đón ngày mai. Ta thì nghe sau cơn mưa là trời sẽ đứng lại, như lời hứa anh đã nói ngay từ phút giây đầu, chúng ta sẽ về trong một nhà. Khi hai ta về một nhà, khép đôi mi trong một giường, đôi khi mơ cùng một giấc, thức giấc trong một giờ. Khi hai ta trong một đường, ta vui trong một nỗi vui, nước mắt rơi một dòng, sống chung nhau. Alo anh đang sẽ chuẩn bị ra về, 10 tiếng mình mở sau lưng muốn cả với em. Ngày dài khác không chừng nắng giống một bầu lòng anh, mệt như cả đôi vai, những chuyện nhỏ ta công việc vẫn còn văng vẳng bên tai. Này anh hôm nay anh có thể về, về nhà sớm hơn. Buổi tối hôm nay có món anh thích, cả nhà chờ cơm. Em ở hôm nay anh đang về muộn nên vội đến phòng thu, bản thân sợ phải bằng mistake và còn đang ấp ủ. Anh biết từ khi lấy em anh chẳng phải phiêu
em được nhẹ nhàng. Cuối tuần bận biểu hát hò chẳng cùng em cùng chuyện gần xa. Em này là có hát mà người ta thừa hơi bao đồng. Vì gì chỗ này chỗ kia với em cũng chỉ có tay không. Cảm ơn em vì những ngày qua em đã đến bên anh. Cảm ơn vì đã là hậu phương, là ước mơ trong anh. Xin lỗi vì em vì buổi tối em đủ nhiều cơm gì. Ủa cháu không hát bài của chị Vu hả? Thôi đừng có dù vậy, đừng có suối vậy. Khi hai ta chung một đường, ta vui chung một nỗi vui, nước mắt rơi một dòng, nhắm nhung nhau nhộn nhạt. Khi hai ta về một nhà, khép đôi mi chung một giấc, đôi khi mơ cùng một giấc, thức giấc chung. Trải qua bao nhiêu mối tình? À, cái này là cái game gì á hả? Số điện thoại của người yêu, người mình yêu thương nhất, số điện thoại của mẹ. Trời ơi, tào lao. Chả bao nhiêu mối tình nhưng mà cái gì? Người yêu thương nhất là ai? Gia đình hỏi quá vẫn bắn tim đến người mình yêu thương nhất. Bắn vô cái group hội chị 7 liền. Ngày sinh của cha và mẹ. À, cái này giống như là cái game show mà cái game mà 7, 8 giờ tối chơi đúng không? Cảm thấy nợ tình ai nhất trên gớm vậy, cái này mắc cười vậy. Tinh thần với em ok, siêu mẫu Việt Nam luôn á. Chà bé chăng. Ừ coi cái đó cũng vui á. Chà bé chăng. Quang cuốn mang tôi tới đây là quang cuốn là cái gì? Không thể yêu ai được nữa hả? Bài đó của ai cơ? Của ai? Đâu biết bài này bài gì? Của Bi hả? Nhìn vào hương không, ngâm vô định vào sáng sớm. Thở dài tiếng bao ân hận với một người, nặng lời nhớ đau vỡ trái tim người tổn thương đi rồi, nhận ra phải sống sót chẳng dễ dàng, chẳng dễ dàng. Đâu đã biết căn hoa lãnh mắt, biết đời nắng sẽ yêu mỗi ngày.
sợ không sẽ còn nhớ chăng? Sẽ không để lặng nhau giống một bước nếu quá khứ có trở lại. Hứa sẽ chẳng còn sợ khó dài và sẽ yêu anh bình vững chắc. Ta cho cuộc sống trở lại mặt hồ yên lặng. Có những nỗi nhớ lần nào chẳng biết vui bao giờ. Sao nói chuyện với người khác rồi tự nhiên cái cười quá à. Sao mấy bạn mất vào phòng cô cũng bài gì buồn ngủ quá. Chứ bài gì không buồn ngủ bây giờ. Ông đã biết cơn hoa lánh mặt, biết đời nắng em mỗi ngày. Em sẽ không sẽ còn nhớ chưa, sẽ không để lặng nhau giống một bước nếu quá khứ có trở lại. Hứa với anh sẽ chẳng còn sự khao dại và sẽ yêu anh những bền vững chắc. Dù thôi đã sống trở lại mà thôi. Giờ mình lấy gì cho anh đỡ buồn ngủ nhỉ? Chắc là 49 rồi mà chưa up lên. Chưa up lên. Vùng nước mơ bay nhé. Yêu từ phía xa hả? Để coi bài đó là gì. Từ phía xa. Chị Dân hả? Xưa anh biết em không yêu anh nhưng anh chẳng thể khác không. Cái bài này đầy mang đầy tính giải trí luôn. Chị Dân tự đạo nhạc của chính mình. Chẳng ai cầm trang ta ngoài đâu mình đi mạnh.
chú nhé. Tụi nít mà hả? Tụi nít cái mồm kỳ kỳ quá ha. Cái bài này y chang cái bài kia luôn á. Chú nhít again. À, ớt tấm hình nè bây giờ. Tụi nít em đến em không yêu anh nhưng anh chẳng thể khác hơn. Cuộc đời chẳng yêu thương cho anh nên em là người đêm sau. Chẳng ai cắm cho ta mà đâu nên mình lại có nhau. Bên nhiều ngày anh mơ, ngày nào đó không ai bên anh hãy nhớ rằng phải có anh. Cuộc đời có cho ta bao lâu nên mình lại có nhau. Đang 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 tránh Sài Gòn. Số bộ vật vả quá. Con vé đâu chỗ là nó kêu là lên mở tiệm cưới với nó để chủ động được thời gian hơn. Giúp anh trả lời những câu hỏi. Giờ lấy chồng. Giờ lấy chồng. Bữa tôi lắc lắc đông thần. Mấy ông thần nãy vô coi hình rồi kêu là ở Gia Lai. Karaoke còn về Gia Lai chung tiệm cưới với con bé. Con bé chung chỗ nó kêu nó về nó muốn học make up. Mình lên mình phụ nó. Hay mình cũng đã học ở make up rồi. Tuy nhiên là mình không có make up cho mình thì được. Tạm biệt anh nha. Chắc em phải ra đi. Bởi vì em biết trái tim anh đã đổi thay. Chẳng có... Ủa? Chứ ai biết cái tạm biệt? Em trả lời những câu hỏi hả? Ngồi ở Sài Gòn nha. Hôm qua em mơ hay tất cả là sự thật.
Biết thế Phi lên công ty. Ủa anh đang ở đâu? À, anh vô Sài Gòn mà. Tình tệ thêm chưa? Nhìn đi. Anh tay trong tay, trao nụ hôn nấy giữa ban ngày. Xem ra em chẳng còn là gì của anh. Bên em nhắm lại, không thể thêm nhớ nơi. Mặc dù cho anh là người mà em yêu thương rất nhiều. Một lòng một xa để yêu ơi đâu có còn phải không? Ê, máu không còn không nghĩa là em tắt luôn cái thông báo của tin nhắn luôn á. Em tắt hết bình thường á, tin nhắn em đâu có biết đâu. Đã có em chưa? Cảm ơn clip của Thumbo. Không, em phải đi về em đi làm liền á, đâu biết anh đâu. Tôi đi chơi chữ lâu. Hôm khác nha, bệnh em đi làm mất tiêu rồi. Thôi anh đi đi, không cần phải nói ra làm gì. Tháng qua anh mới đi đâu đúng không? Buồn ngày em xa, được cất nước đi đâu. Mất em nhắm lại, không thể thêm nhắn. Mặc dù cho anh là người mà em yêu thương rất nhiều. Mỗi lòng một xa đây. Vô duyên quá em đi, vô duyên quá à. Hãy trả lời câu hỏi của em một cách thật lòng. Ngoài người mà anh luôn nói là bao yêu, còn một người nữa, người đó đã biết hay chưa? Bỏ qua tất cả để anh có hạnh phúc em đẹp. Phải bỏ ngoài tay lời nói chẳng thích nghe. Vì em như thế, vậy mà cách đây một ngày chỉ có đôi thay mọi thứ đổi thay. Chúng ta đã khá rồi. Giờ xóa được ta. Để lấy cái keo dán cái cam lại là hết thấy nè. Ngoài người mà anh luôn nói là mãi yêu, còn một người nữa yêu. Cảm ơn mọi người nha, hết giờ mất đi rồi. Cảm ơn 813. Cảm ơn Andy, bye bye. Bye bye mọi người, bye anh Trung. Bye bye Andy, bye bye 813. Bye bye. Hẹn mọi người vào tuần sau, tầm giữa tuần á.